Xây dựng Đại học Huế trở thành đại học quốc gia là một trong những mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến 2045. Sau hơn 4 năm triển khai, Đại học Huế đã và đang củng cố và phát huy tốt vai trò, vị thế một trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, không chỉ trong nước, và từng bước xác lập vị thế vững chắc trên các bảng xếp hạng của khu vực châu Á cũng như toàn cầu, tạo nền tảng để sớm trở thành đại học quốc gia. Qua 67 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 30 năm tái thành lập theo Nghị định 30 CP của Chính phủ, đến nay, Đại học Huế đã chủ trì thực hiện hơn 310 đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước, bao gồm các dự án sản xuất, thử nghiệm, đề tài độc lập, nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, gần 1.100 đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh. Đây là minh chứng cho năng lực của Đại học Huế có khả năng chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến của mình tới các trường đối tác trong những mạng lưới quốc tế. Đại học Huế cũng có chủ trương thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh. Đến nay, đã có 80 nhóm nghiên cứu mạnh được công nhận ký hợp đồng đặt hàng với 60 nhóm, hỗ trợ tổng kinh phí 19,5 tỷ đồng. Những con số biết nói về hoạt động khoa học công nghệ này chính là một trong những tiêu chí nổi bật mà Đại học Huế đạt được trên quá trình tiềm cận với các tiêu chí của một đại học quốc gia. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ thuộc Trường Đại học Khoa học Đại học Huế thì chúng tôi có cái trung tâm nghiên cứu sản xuất và chuyển giao công nghệ. Thì trong cái trung tâm này là có một số các cái phòng thí nghiệm và đặc biệt là phòng nghiên cứu hóa dược thuộc trung tâm. Thì chúng tôi phần lớn là làm về câu chuyện về hóa dược, làm về dược chất thiên nhiên, một số các cái dược liệu đặc hữu và dược liệu bản địa tại tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và của Việt Nam nói chung. Trong nhiều năm qua thì nhóm nghiên cứu gồm có các cái thành viên nghiên cứu với các cái chuyên môn khác nhau như là hóa dược chất thiên nhiên, hóa sinh cũng như là về nông học. Thì chúng tôi thấy rằng là con đường đi như thế này thì chúng tôi cho đây là một cái sự phát triển bền vững, bởi vì nếu có sự phát triển liên ngành giữa các cái chuyên gia, các cái giáo viên trong trường, trong viện thì sản phẩm đưa ra nó sẽ là bài bản và gần như là bền vững hơn. Đối với Đại học Huế thì thứ nhất là có cái các cái nhóm nghiên cứu mình mà Đại học Huế trả kinh phí, thì đây là một trong những cái thúc đẩy. Thứ hai là khen thưởng, khuyến khích các bài báo, mặc dù là kinh phí không nhiều nhưng mà một phần nào để thúc đẩy cán bộ giảng viên của Đại học Huế có cái cống hiến hơn trong việc nghiên cứu học. Việc xây dựng Đại học Huế trở thành đại học quốc gia được nhấn mạnh trong hai nghị quyết của Bộ Chính trị. Đầu tiên là nghị quyết số 54 NQTVK phát triển Đại học Huế gắn với xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc trung ương. Thứ hai là nghị quyết số 26 NQTVK về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuy nhiên, lâu nay vẫn còn một vướng mắc, đó là cơ sở pháp lý và các tiêu chí, tiêu chuẩn để xây dựng từ một đại học vùng thành đại học quốc gia hiện nay chưa có. Chính điều này đã làm ảnh hưởng đến quá trình phê duyệt đề án trở thành đại học quốc gia của Đại học Huế. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành dự thảo báo cáo tóm tắt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khi quy hoạch được Chính phủ phê duyệt, nút thắt bấy lâu nay về cơ sở pháp lý sẽ chính thức được tháo gỡ. Khi đó sẽ có đầy đủ pháp lý để Đại học Huế triển khai các thủ tục để thành đại học quốc gia. Hiện trong cái quá trình mà triển khai thì vẫn một cái khó khăn, đó là cái cơ sở pháp lý cho việc hình thành từ đại học vùng đại học quốc gia. Thì hiện nay thì Bộ đã trình Chính phủ quy hoạch mạng lưới các trường đại học Việt Nam. Thì trong đó thì một trong những cái điều mà hết sức là vui mừng là có 5 trường đại học quốc gia, thì trong đó có Đại học Huế. Thì khi mà đề án mà được Thủ tướng phê duyệt thì cái việc mà cơ sở pháp lý cho Đại học Huế trở thành đại học quốc gia thì vững chắc hơn. Ngoài nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển Đại học Huế, Đại học quốc gia thì có thêm cơ sở pháp lý quy hoạch mạng lưới, thì cái việc mà Đại học Huế trở thành quốc gia nó sẽ hình thành trong thời gian sớm nhất. Một trong những mục tiêu gắn liền với quá trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương đó là Đại học Huế từ đại học vùng trở thành đại học quốc gia. Tôi nghĩ là hai cái mục tiêu này song song với nhau để cái vị thế của Đại học Huế gắn liền với vị thế của cái thành phố Thừa Thiên Huế tương lai. Và quá trình này cũng đã được diễn ra nhanh chóng. Nghị quyết 54 đã chỉ ra trong quá trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố thì có mục tiêu xây dựng Đại học Huế trở thành đại học quốc gia. Tôi nghĩ đó là mục tiêu xuyên suốt. Và với vị thế của đại học quốc gia thì tôi nghĩ là cái vị thế giáo dục cho vùng đất ngày càng nâng cao, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để khẳng định là một trung tâm giáo dục đa ngành đa lĩnh vực chất lượng cao. Với vai trò ấy cũng có phần nâng cao vị thế của Huế với vai trò là thành phố trực thuộc trung ương.
Có thể khẳng định đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao cho khu vực miền Trung Tây Nguyên và cả nước, tiếp tục phát huy truyền thống và lợi thế của Đại học Huế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, đồng thời khắc phục những hạn chế về cơ chế hiện nay của đại học vùng. Việc phát triển Đại học Huế thành đại học quốc gia là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Đại học Huế cũng đặt mục tiêu sẽ là đơn vị thứ ba được công nhận đại học quốc gia, nỗ lực hoàn thiện để kịp với thời gian của tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025.